Yo, xin chào các bạn, chúng mình là Nếm. Rồi, và bây giờ chúng ta hãy ngồi yên ở trước màn hình máy tính để chuẩn bị bay lượn trên không trong vòng vài phút nhá. 3, 2, 1, Nếm. Ok, xin giới thiệu với mọi người, trong chuyến bay lần này Nếm TV sẽ đưa các bạn đến tham quan một địa danh mà nó vẫn còn rất là mới mẻ với truyền thông. Và rất là hoang sơ, đối với mình đánh giá là rất là hoang sơ. Mình sẽ đưa cho các bạn ra cái phía bên tay trái của mình, nơi mà bình minh sẽ mọc ở đấy, hoàng hôn. Đó, thì mình bắt đầu sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Ok, vào vấn đề thôi. Các bạn đang có mặt tại trong quần thể của Hồ Quan Sơn. Nằm ở địa chỉ là xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Cách Hà Nội 50 cây. Đúng rồi, cách Hà Nội tầm khoảng 50 cây. Và bây giờ thì cái phía mà góc 12 giờ các bạn đang được nhìn kia, đó chính là về phía cuối của Hồ Quan Sơn. Và nếu như các bạn chạy theo cái đường D về phía bên tay phải của mình thì các bạn sẽ đến được Hồ Tuy Lai. Thực ra thì nó cũng, Hồ Tuy Lai hay Hồ Quan Sơn nó cũng nằm ở trong một vùng thôi, nhưng mà người ta sẽ chia ra để có cách gọi khác nhau. Nơi đây thì được mệnh danh là một Hạ Long trên cạn ở Hà Tây. Bây giờ là Hà Nội. Bây giờ thuộc Hà Nội, đúng không? Đấy, sở dĩ tại sao lại nói đây là Hạ Long trên cạn của Hà Nội, bởi vì các bạn đấy, ngay như các bạn có thể nhìn ở phía đằng trước kia, có rất nhiều những cái núi đá vôi nhỏ và tạo thành một cái quần thể. Ở bên dưới là nước. Và cái điều mà mình đang muốn giới thiệu với các bạn đó chính là nơi mà mình đang đứng đây. Thời tiết khá là mù ấy, có lẽ là mình sẽ hạ độ cao xuống nhé. Ok, hạ độ cao xuống đi. Chúng ta đang có mặt tại chùa Linh Sơn, cũng nằm trong xã Hồng Sơn. Và mình tình cờ mình đi ngang qua đây, mình thấy khung cảnh ở đây rất là đẹp. Khi mà có một cái ngôi chùa nó nằm ở trong núi, xung quanh là được bao vây là núi. Mình sẽ đưa các bạn sang, để đi được sang bên chỗ chùa Linh Sơn này thì các bạn sẽ phải di chuyển bằng đò. Và đây, bến đò của chúng ta ở đây. Ngay phía bên dưới của các bạn đây, đó chính là điểm bến đò thuộc chùa Linh Sơn. Còn đâu điểm xuất phát thì nó ở bên đây, bên kia nhá. Mình sẽ quay máy bay sang bên kia cho các bạn xem. Không biết còn người đang câu cá đấy. Đây, các bạn có thể thấy cái chấm chấm trắng kia, đó chính là cái bến đò mà chúng ta sẽ xuất phát từ đấy để sang bên phía bên này. Việc di chuyển sang bên này thì giá đò không có. Thực ra thì ở đây người lái đò là những cái bác người dân ở đây, và đang muốn công đức cho chùa nên họ nên là các bác ấy tự tạo ra những cái con thuyền để chở người vào chùa để cúng. Nên nếu bạn nào mà muốn vào chùa thì cứ tùy tâm công đức thôi. Đây, cái địa điểm mà mình đang đứng đây, mình sẽ cho máy bay của mình thang xuống thấp một chút bởi vì trời quá là mù, không thấy được rõ cảnh. Thẳng đứng nhá. Hai bên chùa các bạn có thể thấy những cái đỉnh núi mà vách đá nó dựng đứng rất là đẹp, giống như những bức tường đang vây kín lấy chùa. Mặc dù nghe là có vẻ như là chùa vây kín nhưng ở trong này rất là mát, gió nó vẫn luồn vào, là cho mình có cảm giác rất là mát. Đây, ok, rồi bây giờ mình sẽ lùi ra xa để cho các bạn ngắm kỹ hơn một chút, rồi chúng ta hãy tiến sâu vào trong chùa nhá. Rồi đây, ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến thẳng vào phía bên tay phải của mình, tức là vào trong chùa nhá. Ở đây mình và đồng đội đang đứng ở đây, một con đường bé. Ok, phía trước các bạn đó chính là hồ ở trước chùa luôn. Mùa này nước hơi ít cho nên là hồ trông không được đẹp cho lắm. Nếu mà các bạn đến vào mùa nước dâng lên thì chắc chắn là sẽ rất đẹp đấy. Chùa Linh Sơn này thì mới đang ở trong cái quá trình xây dựng thôi, vẫn còn rất là hoang sơ. Và chúng ta ở đây có một cái dây điện mà mình sẽ phải bay rất là cẩn thận. Ban nãy thì mình vào trong chùa thì mình thấy đằng sau có một con đường nhỏ này, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem con đường này dẫn ra đâu nhá. Có vẻ như là con đường đã có cổng rồi, cổng của nhà chùa để đảm bảo an ninh. Ở bên đây còn rất nhiều hồ. Đằng sau dãy núi này là một nhiều lắm, một quần thể luôn. Mình sẽ chạy xe vòng lên đấy được. Lát nữa thì mình sẽ cùng với cả đồng đội chạy xe để tìm cái con đường mòn, con đường đất này, để xem là nó sẽ dẫn ra đâu nhá. Phía bên trong chùa Linh Sơn này có cả hang động luôn, thạch nhũ tự nhiên. Mà nhưng mà hơi tiếc là đó là mình thấy có một số thanh niên đã vào trong hang động và khắc lên tên mình lên trên cái thạch nhũ đấy, mà mình không biết là cái mục đích là gì nữa. Có lẽ cũng chỉ là để phá hoại thôi. Và chùa Linh Sơn và hồ Quan Sơn nó rất là gần với cả chùa Hương, nên đây mình nghĩ đây là cũng là một cái option để cho những ai mà tham quan chùa Hương nhiều rồi thì các bạn nếu mà có dư giả thời gian thì hãy qua đây, và mình nghĩ là các bạn sẽ không thất vọng đâu. Mình có xem thông tin ở trên mạng, đó là khi mà các bạn đến cái cổng phía khu du lịch Quan Sơn thì chúng ta sẽ mua vé đò là 140, và các bạn sẽ được chở đò để đi dọc hai bên sông, bên hồ đúng hơn, bởi vì đây nó hoàn toàn là vây kín, nó không phải là một con sông, thì các bạn sẽ được ngắm hai bên, nó giống với cả Tràng An, có núi và có nước non. Từ trên cao thì chùa Linh Sơn khá là đẹp đấy. Bây giờ mình sẽ cố thử đưa cho cái máy bay của mình lên độ cao 300m đi. Đẹp phải. Nhìn cái đỉnh cao nhất này, cái đỉnh đây cái đỉnh này đấy. Giống như là một cái lòng chảo. Em nhìn đây em tưởng tượng ra cái đảo Mắt Rồng ở Hạ Long. Đó cũng như này này. Nước cũng xanh xanh như thế. Nhưng mà do là trời mù nên các bạn sẽ không thấy được cái độ trong thôi. Anh thử quay máy bay quay về phía bên đằng sau cái cổng. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo máy bay ra phía bên này nhá. Bên cổng. Đây là bên cổng này, bên cổng của bên này cơ. Nhưng mà anh kéo dài anh. Kéo dài làm sao? Rồi để đi vòng tròn nhá, Mình sẽ vòng tròn một lượt nhá. Mây cứ qua cả mây luôn. Mù luôn. Trời ơi. Đây cổng phụ của chúng ta đây. Và để mình hất máy bay lên hướng cam lên cho mọi người xem nhá. Không thấy gì nữa rồi. Xuống thấp một tí. Cũng là những cái dãy núi thôi. Nhiều lắm các bạn ơi. Nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ tiến thử xa chút nhá. Hồ Quan Sơn rất là rộng. Mà mình đang bị mất phương hướng. Quần thể của chúng ta rất là nhiều. Con đường đây các bạn hãy tính mắt lên thì các bạn sẽ thấy được. Nên là mọi người bật máy tính, bật Full HD lên sẽ xem rất rõ. Sorry mọi người, bởi vì là quá còn là nhiều cái sương mù và hơi nước nên là cái kết nối của mình nó đã bị ngắt. Thời gian bay của chúng ta đã hơn 10 phút rồi. Ôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Và hy vọng là Bây giờ mình sẽ đọc thêm thông tin cho các bạn xem nhé. Hồ Quan Sơn được quy hoạch gần 3.000 hectare trong 4 xã luôn. Và tổng chiều dài là 16 km, rộng 2 km và có tầm 100 núi đá vôi. Kéo lên trên có cái hướng dẫn đến đấy, hướng này, kéo lên. Ok, thôi thì bây giờ có lẽ là cái video cũng khá là dài rồi các bạn. Mình nghĩ là cái video này đã cung cấp cho chúng ta một cái thông tin tổng quát ở cái khu du lịch Hồ Quan Sơn. Trong đó có chùa Linh Sơn. Mình mong là cái video này sẽ giúp ích cho các bạn thêm một cái địa danh ở Hà Tây cũ, đó chính là Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhá. Mình là Tùng Nếm, đây là đồng đội của mình. Xin chào.